mọi người, chào mọi người đến với kênh Trường Trần Nhật Phạm Official. Người ta nói bả là người BI và mọi người bị cho shop á. Ngày hôm nay thì mình ăn xúc xích nướng nha mọi người. Vậy mà mở để đó đi mà mở. Quay lò nướng. Là nói chung là cái chị đó nói là rồi mọi người đợi một chút nghe, nào ăn mình quay lại tới ba. Ăn mình quay lại. Nướng nha mọi người. Thiện kìa. Vậy trường á mới bị 1,3 điểm tốt á mọi người. Đi cứ kỳ nữa. Hệ số 3. Tôi cũng không học giỏi cho lắm nhưng mà tôi với bạn nó học cùng trường nhưng mà có cái khác lớp thôi. Không chụp được hình, chụp hình tụi mình hình như 75 hay gì á mọi người ơi. Cục cứt chó 4,5. Hình như là cầm cầm cam hay Thiện. Thôi mà nhớ hết rồi. Để giờ tao xe cho. Tao xe. Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với trường nha. Thì nãy giờ mình ăn nha mọi người. Đây ăn nha mọi người, mình đã ăn dưa leo. Vậy đó hả? Mình nói nó bị nhập viện đọc nó cũng đâu đi luôn một lần. Nó sợ quá thôi. Thôi chắc mai tao về tao thăm ngoại đâu quá. Mai tao về ngoại ra. Tôi luôn có những cuộc đời. Cuộc đời để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Nà ca, nà tôm, nà cua rất ngon. Tôi ăn luôn cả rau. Chính nhiên vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn. Nhà bà cũng theo kinh theo không chào lên như cuộc đời. Cuộc đời để ăn được hết tất cả món ngon cùng một lúc. Nà bánh, nà hoa, quả thơm rất thơm không quên. Kem thật ngon. Chắc mình kết thúc video tại đây quá mọi người. Tại vì còn ăn với các bạn nữa. Bye bye mọi người nghe. Hẹn mọi người gặp lại. Bye bye. À quên mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube cho trường nha. Bye bye mọi người.